Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay 4 tháng 12. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Doanh nghiệp tiếp tục thăng khó về thủ tục cấp phép lao động cho người nước ngoài. Ý muốn hợp tác gia tăng giá trị cho sản phẩm mỹ thuật của Việt Nam. Nhưng trước hết sẽ là Ngân hàng Thế giới nhận định kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi. Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 12, thì Ngân hàng Thế giới World Bank vừa công bố báo cáo điểm lại tình hình kinh tế. Trong đó, tổ chức này cho rằng kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những dấu hiệu tích cực về quá trình phục hồi. Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những dấu hiệu tích cực trong quá trình hồi phục. Trong đó, đáng chú ý là tăng trưởng GDP quý 3 tương đối cao, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 5,6%. Tuy nhiên, tổ chức tài chính này cũng cho rằng hiện nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những điểm hạn chế, khiến GDP của Việt Nam đáng lẽ có thể tăng cao hơn. Cụ thể là nhu cầu nội địa ở mức thấp, tăng trưởng doanh số bán lẻ, chỉ số đại diện cho tiêu dùng tư nhân, sau 10 tháng chỉ tăng 6,1% tính theo giá trị thực. Mức tăng này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2010. Sáng nay, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi đối thoại với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh về những vướng mắc trong thực hiện luật lao động và luật công đoàn. Tại buổi đối thoại này, thì thủ tục cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn là khó khăn chủ yếu được các doanh nghiệp nước ngoài phản ánh. Theo đại diện của một số văn phòng tư vấn luật, hiện nay để xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều giấy tờ và phải chờ đợi rất lâu để được cấp giấy phép. Nhiều doanh nghiệp nêu khó khăn khi phải thực hiện khai lý lịch tư pháp cho các lao động nước ngoài, cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Phạm Minh Huân cho biết trong chính sách thu hút lao động nước ngoài, Việt Nam chỉ ưu tiên thu hút những lao động mà trong nước không thể đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là những lao động có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, nhiều lao động nước ngoài vào Việt Nam lại không đạt được yêu cầu như vậy, nên các quy định có phần chặt chẽ để quản lý vấn đề này. Nhưng trước phản ánh của doanh nghiệp, các quy định của Nghị định 105 về tuyển dụng quản lý lao động nước ngoài cũng đã nới lỏng hơn các điều kiện này. Về thời hạn cấp phép, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho biết. Thế mà về thời hạn cấp giấy phép, hiện nay trong luật và trong nghị định của chính phủ cũng đã giảm tối đa, tức là chỉ trong vòng 15 ngày. Tất nhiên là chúng tôi cũng biết là các phản ánh của các hiệp hội là cái quá trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ, cái bộ hồ sơ để mà đầy đủ hồ sơ thì rất lâu, đặc biệt cái khâu cái tư pháp. Thì cái này là chúng tôi cũng ghi nhận và chính phủ thì đang có cái chương trình sửa lại cái nghị định 1/5 và chúng tôi đang dự kiến vào trong đầu năm 2015 thì sẽ nghiên cứu sửa, và chắc chắn là chúng tôi cũng quy định rõ hơn cái quy trình trong cái giai đoạn cái thời gian để hoàn thiện cái thủ tục hồ sơ để tạo cái điều kiện thuận lợi. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh khó khăn trong việc đóng phí công đoàn theo luật định. Họ không biết đóng ở đâu và cách thức đóng như thế nào. Về vấn đề này, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ yêu cầu công đoàn cấp trên có hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam gọi tắt là ICHAM và Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác. Trong đó, thì hai bên hướng đến việc xúc tiến cũng như thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm sáng tạo và mỹ thuật, đặc biệt là làm sao để giúp sản phẩm tăng thêm giá trị. Thỏa thuận hợp tác giữa ICHAM và Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Việt Nam vừa ký trong chiều ngày 3 tháng 12. Đây có thể nói là bước hợp tác khá quan trọng đối với ngành công nghiệp thiết kế và sáng tạo Việt Nam. Theo thỏa thuận hợp tác, tới đây hai phía sẽ cùng nhau xây dựng các chương trình cụ thể để mở rộng phát triển ngành thiết kế và thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, đồng thời cũng tận dụng những mạng lưới nội địa và quốc tế để mở rộng cơ hội cho ngành thiết kế sáng tạo Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là cơ hội hợp tác sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thiết kế giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp của Ý. Thời gian qua, các sản phẩm như đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ thời trang, các sản phẩm sáng tạo mỹ thuật khác như tranh ảnh và đồ trang trí khác của Việt Nam được đánh giá cao tại một số hội chợ và triển lãm quốc tế qua một số cuộc thi như triển lãm nội thất quốc tế tại Singapore. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có một số ít doanh nghiệp chú trọng nhiều vào khâu nghiên cứu sáng tạo và thiết kế. Điều này khiến sản phẩm xuất khẩu chưa có sức cạnh tranh bằng hoặc giá trị không cao bằng các thương hiệu khác trên thị trường quốc tế và ngay cả trên chính sân nhà. Chuyên mục Mỗi ngày một con số ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 73 triệu đô la thưa quý vị.
Đây là khoản tiền mà Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam đã chia ra để nhập gần 69.000 tấn thịt gà ngoại trong 9 tháng đầu năm nay. Khoản tiền này tăng 23,7% so với năm ngoái, trong khi sản lượng tăng 27%. Thịt gà nhập khẩu đến từ 23 quốc gia, chủ yếu là từ Mỹ, Brazil, Hàn Quốc, Ukraine, Iran và Ba Lan. Trong đó thì lượng nhập từ Mỹ chiếm trên 55%. Bên cạnh thịt gà thì Việt Nam còn nhập khẩu gần 130.000 con bò thịt từ Úc, tăng 31.000 con so với cả năm 2013, vượt Trung Quốc để trở thành nước nhập khẩu bò nhiều thứ hai của Úc sau Indonesia. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi cho rằng Việt Nam nhập nhiều thịt không phải là do nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ, mà chủ yếu là do giá thịt ngoại cạnh tranh hơn. Hiệp hội cũng cảnh báo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các loại thịt đông lạnh nhập khẩu, đặc biệt là nội tạng, để bảo vệ ngành chăn nuôi và sức khỏe người tiêu dùng trong nước. Kính thưa quý vị, thông tin tiếp theo liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước. Bất chấp e ngại về khả năng nhiều nhà đầu tư chốt lãi khi vào T+3 sẽ khiến cho thị trường giảm điểm, hai sàn cổ phiếu niêm yết vẫn đồng loạt chứng kiến sự đi lên phiên thứ tư liên tiếp của các chỉ số chính. Lo ngại của các nhà phân tích trước phiên giao dịch sáng nay về khả năng thị trường giảm điểm đã không thành hiện thực. Ngày tăng điểm thứ tư liên tiếp đã đưa chỉ số VN Index lên mức cao nhất trong 7 phiên gần đây. Dù vượt qua 578 điểm, nhưng thanh khoản của sàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ ở quanh mức 1.800 tỷ đồng, lượng giao dịch được cho là thấp nhất trong gần một tháng qua. Động lực chính của thị trường các phiên vừa qua là nhóm cổ phiếu dầu khí, bất động sản và ngân hàng. Trong đó, nhóm cổ phiếu có mối quan hệ thân thuộc về cổ đông lớn là ITA và KBC đồng loạt tăng điểm với lượng khớp lệnh lần lượt là 9,8 triệu và 4,6 triệu cổ phiếu, trở thành hai trong số 5 mã có giao dịch sôi động nhất HOSE hôm nay. Một mã cổ phiếu đáng chú ý khác là Exim Bank với phiên tăng kịch trần, hiện tượng hiếm thấy của cổ phiếu ngân hàng và lượng khớp lệnh của Exim Bank cũng vào top 10 ngày hôm nay. Tại sàn Hà Nội, khép lại phiên giao dịch hôm nay, HNX Index nhích nhẹ thêm 0,2%, với khớp lệnh toàn phiên đạt khoảng 820 tỷ đồng. Tương tự không khí tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm cổ phiếu có mức tăng ấn tượng tại đây cũng là các mã ngân hàng, bất động sản và xây dựng. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài sau mấy phiên bán ròng tại HOSE đã bị xu thế mua áp đảo trở lại. Đáng chú ý, sức mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài tại sàn Hà Nội cũng đang gần như tương đương sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng hôm nay khối ngoại đã mua ròng 117 tỷ đồng. Và trong phần 2 của bản tin thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung nổi bật sau đây. Vì sao người tiêu dùng quay lưng với sản phẩm công nghệ thông tin trong nước? Thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa khiến nhiều doanh nghiệp và cơ quan quản lý lo ngại.